Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần tin tức nổi bật chiều thứ tư hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. người chào Đinh Xuân Quân. Và trước hết xin kính chào quý khán thính giả của Đài Lý Tân TV. Xin chào anh Thủy. Tin tức nổi bật hôm nay có hai đề tài. Một là Ukraine và hai là bầu cử ở Mỹ còn có chưa đầy 6 ngày nữa thôi. Và thưa quý vị, ở tại Ukraine thì một tuyên bố rất là hùng hồn của Bộ Quốc phòng đưa ra từ phát ngôn viên nói rằng sẽ không có giới hạn về vũ khí cung cấp cho Ukraine nếu Bắc Hàn tham chiến với Nga. À, anh à, khi mà đọc bản tin này thì anh thấy cái thực hư nó ra sao à, không có vũ khí giới hạn thì đây là một cái mà phía Ukraine rất cần thiết phải không ạ? rất cần Không nhưng rất cần thiết và rất mong muốn được ừ. cái này. Vì vậy thì bây giờ không biết là khi nào quân Bắc Hàn sẽ đánh mà nếu mà đánh vào đó thì họ có một cái cơ hội sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ không có cần kiềm chế, không có bị kiềm chế khi sử dụng các hỏa tiễn hay các khí giới của Hoa Kỳ. Thế anh cái câu mà cố phát công viên đưa ra đó dường như chỉ giới hạn là không vũ khí giới hạn hoặc là không có giới hạn trong cái số lượng vũ khí mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine. Có cái điểm khác biệt phải không ạ? Đúng không có nghĩa là Ukraine Hoa Kỳ sẽ cung cấp những cái loại vũ khí tầm xa mà Ukraine muốn nhưng mà có nghĩa là Ukraine được quyền không sự... phải đánh vào lãnh thổ nga nhưng mà đánh vào lính Bắc Hàn mà thôi phải không ạ cái này thì cũng chưa biết tại vì họ nói rất là Nên là cũng khá mơ là hồ mơ, 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 không, không, mơ hồ phải không ạ hơi mơ hồ nhưng mà theo tôi hiểu đây nó tới bây giờ Hoa Kỳ lúc nào cũng cầm chân Ukraine mm, yeah. bây giờ lần đầu tiên họ nói nếu mà quân đội Bắc Triều Tiên đánh vào đó đại vào 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 chiến tranh đó thì họ không bị cầm chân nữa thì không biết liệu cái đó có thể hiểu hai cách yeah, là là Ukraine có thể đánh vào lãnh thổ của Nga xa hơn vâng. Hay là không cần dục. biết bởi vì uh, không có cần là phải có mặt của quân Bắc Hàn ở đó. Còn ở ngoài mặt trận thì đâu có biết được Bắc Hàn có thể ở Kursk, Bắc Hàn có thể ở Donetsk, Donbass, đúng. Thì mở mở rộng vòng tay anh muốn đánh đâu thì đánh. Nói như vậy thì nói như mà bao giờ Hoa Kỳ cũng rất là thận trọng. Hoa Kỳ sợ chiến tranh bùng nổ và NATO phải can thiệp. Bao giờ cũng vậy hết nato trước đó thì cũng đã chính thác, là đã xác định là họ biết có mặt của binh sĩ bắc hàn ở nga rồi <laughs> vâng. nhưng mà vấn đề như anh nói lúc đầu đó là có tham chiến hay chưa thì vâng. chưa có tin tức đó vâng thì bị nhưng mà nghĩa là cũng có nhiều tin là nhiều uh, chiến sĩ bắc hàn là, là đã uh, là chạy rồi thì không biết có tù binh Bắc Hàn được không? Có tù binh Bắc Hàn được, bắt được một người Bắc Hàn thì lúc đó nó sẽ có nhiều chuyện nó xảy ra nữa. Mm. Nhưng mà dù muốn dù không đó, khi mà Hoa Kỳ nói như vậy, đây là một cái đèn xanh yeah. cho quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Hoa Kỳ mà không có cần để ý quá nhiều tôi hiểu cái phần trình bày nó như thế này cũng có thể hiểu được đó đây là lời đe dọa mới của hoa kỳ đối với, bên. với Bắc cả mà. hai bên cái này là hai bên đúng 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 à, bây giờ nhé tôi biết anh là đưa quân đó có thể lên tới ba mười ngàn luôn đây tin tức ghi nhận đó nhưng mà đưa quân anh hỗ trợ về vấn đề chiến thuật à, à, chiến lược khác. thì ok đó đánh nhau thì là đánh khác. nhau là chuyện khác nha Coi chừng nhé đây có phải là đời đe dọa đúng tại vì mình ngược lại thì ông putin ông đã cho nghĩa là thao diễn quân sự về khí giới hạt nhân thì ngược lại hoa kỳ cũng có thể nói ề vừa vừa thôi nếu mà anh làm quá đó thì anh nghĩ kim jong un có sợ không kim jong un không sợ tại sao <laughs> tại vì ông ta đó được tiền lính bắc hàn được trả rất là nhiều tiền thì nghĩa là có lợi cho Nghĩa là ngân sách của Bắc Hàn Với lại chết bớt cũng đâu có sao đâu Cả bao nhiêu triệu quân mà ấy Có một triệu hai quân Nhưng mà nói dù muốn dù không đó Thì mình phải thấy là thế vậy Đây nó cũng là một cái rất là hay Là tại vì Vì vậy mà Nam Hàn đã nói Chúng tôi sẽ gửi Nghĩa là những người tới hay giúp Tức là ý đi. anh nói là tốt cho Ukraine hay sao Vâng tại ừ. vì Anh biết nếu mà họ nói tiếng Bắc Hàn Thì làm sao mà Ukraine hiểu thì phải có người ở đó để giúp quân Ukraine để thông dịch được họ muốn làm gì biết được qua truyền tin thì họ biết là có cái làm sao thì ở đây đó. Đó là là một cái chuyện nhưng mà cái chuyện khó đó, nếu mà chiến tranh xảy ra đó, anh biết là bác Hàn họ có thể thí 10.000 ăn thua gì, họ yeah. không chịu hai ừ. thí 10.000 anh thua gì. Ý tôi nói là như thế đó, đó triệu Cái đó năm. mới là yeah. mới là quan trọng mà cái họ, đó họ, và có thể họ muốn gia tăng cái cuộc chiến này mạnh hơn nữa. À, anh nghĩ rằng à, nga có đủ cái nguồn tiền để cung cấp cho Bắc Hàn để nuôi lính Bắc Hàn hay không? Bởi vì bây giờ là cũng kiệt quệ lắm rồi. Tiền thì không phải là yếu tố quan trọng đối với nga, ừ. nhưng nó cho thấy, nó cho thấy cái gì? Nga khó mà động viên thêm lính và nga thiếu nhân sự. Rõ ràng là như vậy. Yeah. Thì như vậy đó, đánh mãi đánh không vào mà là cường quốc thứ hai trên thế giới mà đánh không vào, không lọt được đó thì mình thấy đây nó là một cái chuyện mà khi mà quân đội Bắc Hàn vào đó, nó là đối với vấn đề tâm lý trên thế giới là ông Putin rất là mất mặt. Nhưng mà người, người ta đã ở chỗ đó rồi thì đâu có thấm thiế gì cái, cái tình vấn đề hình mà. hiện nay đó, chúng tôi thấy là khó bởi vì sao? mặc dù là mùa đông, Và. mùa nếu lúc này là mưa lạnh lắm, thưa quý vị, để à, bắt đầu từ từ thông qua tháng 11 bắt đầu đông đá rồi đó. À, có điều vô cùng quan trọng cho Ukraine trên mặt trận chiến á, hơn nga rất nhiều là sử dụng máy bay không người lái. Anh không cần đánh. Sáp vâng. lá cà. Đúng, anh ngồi một chỗ nó rất là ấm Đúng. ở dưới một cái hầm trú ẩn, sử dụng máy bay không người lái cứ thả một cái tấn công. Họ, Ukraine vẫn có thể tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Nga được như thường và Đúng. thậm chí quân đội Bắc Hàn từ năm 1955 tới giờ chưa có đánh nhau, chưa đánh nhau, sắp lá cà hoặc là chỉ chỉ được huấn luyện thôi. Vâng mà giữa cái chuyện huấn luyện với cái chuyện mà đánh với quân thù mà trong trường hợp này không phải là quân nam hàn mà lại là đưa sang ukraine nữa mà ukraine đã khuyến cáo đã à, phóng loa để kêu gọi là à, về với lại à, sự yên bình đi thì đó là một cái trở ngại rất lớn nói là nói thế thôi chứ đâu có đơn giản là có thể đánh mà vấn đề chính là đánh mà không thành công đó thì, thì phía nga chỉ kéo dài cái cuộc chiến đi vào cái chỗ kiệt quệ thôi phải không anh? đúng đúng như vậy yeah. mà ai cũng biết là nga kéo dài đây không phải là một cái nghĩa là đòn tốt cho nga tại vì yeah. kinh tế nga yeah. càng yeah. ngày càng kiệt quệ chứ đâu có phải không? rồi anh biết là giá dầu nữa, giá dầu lại sụt nữa Để thì sốt tự nhiên quá là nga đây... là phải sản xuất nhiều hơn, bán lậu nhiều hơn yeah. thì như vậy đó liệu được được bao nhiêu thời bao gian. Lâu anh vâng, cái đó là cái cái khó mà một bên đó phải công nhận đó là Zelensky đó rất là khôn khéo. Họ đi không những là chỉ có Mỹ không mà cả Âu châu bây giờ là các kéo, nước kéo Bắc vào Mỹ. Nam Hàn được luôn. Vâng, mà Nhật cũng đâu có đứng ở ngoài đâu. Đúng, anh thấy không? Vâng. Bởi vì Nhật bắt đầu cũng rất là quan tâm. À tổng thống Nam Hàn tuyên bố chính thức đã ký kết những cái hiệp ước quan trọng ừ. hỗ trợ cho Ukraine và khi mà có cái đèn xanh chính thức từ phía tình báo Hoa Kỳ xác định là quân Bắc Hàn tham chiến với quân nga rồi đó, là ừ. Nam Hàn không có ngừng ở vấn đề mà cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây là... là một tin tốt à, cho Ukraine. Một cái chuyện ít ai để ý đó là Nam Hàn là một cái xứ sản xuất vũ khí rất là hợp tình hợp nghĩa đối với tình trạng Ukraine họ có những cái vũ khí phòng không họ có ừ. những cái đại bác họ có những cái xe rất là tốt và dễ sử dụng và tốt hơn nhiều hợp tình hợp lý với cái tình so, trạng của Ukraine so rất với là... Nga và Bắc Hàn cung Đúng. cấp một trong những điểm yếu mà họ nói đó là vũ khí của Bắc Hàn bây giờ rất là mệt mỏi cho quân Nga sử dụng không thôi đó tại vì là chất Yếu lượng nó không chất co, lượng không, không có tốt lắm và à, chúng tôi tiếp tục với đề tài của tin nổi bật ngay sau phần quảng cáo. và chưa đầy 6 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Thực ra thì bây giờ đã trên 50 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm rồi. Các phòng bỏ phiếu vẫn tiếp tục đi bỏ phiếu cho nên họ có thể nắm trong tay một phần nào cái số lượng cử tri đã bỏ phiếu và các cuộc thăm dò đều cho thấy xít sao vô cùng. Và anh có thấy ngạc nhiên bởi vì chưa có cuộc à, vận động tranh cử nào đặc biệt như năm nay một điểm đầu tiên là ông tổng thống đương nhiệm là phải nhường ghế cho bà phó bà phó cũng gặp khó khăn bởi vì còn mới quá trong thời gian lao hoạt chỉ là phó thôi và kinh nghiệm thì cũng được đặt vấn đề không biết được có lèo lái nước mỹ thành công hay không đó là những cái vấn đề mà chính trong cái thông điệp của bà harris đưa ra đó là tôi sẽ vào tập ốc đó tôi sẽ không đi theo những cái con đường của ông Biden. À, tôi là một cái người mới, nhưng mà tôi có những cái chính sách mới, ủng hộ Biden, khen ngợi ông Biden, nhưng mà cái đường hướng của tôi khác. Thì thông qua những cái cuộc thăm dò hiện nay, anh thấy cái tình hình nó rất là căng thẳng. Không những vậy, tất cả các tiểu bang chiến trường thì hơn nhau không có nhiều lắm, à. chỉ có vài điểm thôi, ừ. hai điểm, ba điểm thì yeah. nó chưa đủ cái margin of đúng. error mình không biết là margin error đến thế 4 lần anh vâng. 3 ba bốn vì vậy đó thành ra rất là khó để đánh giá yeah. đối với cử tri ví dụ đối với cử tri việt nam đó, hay là á châu thì đúng hơn người ta nói ở cái khu vực này quý vị thấy một ông cựu tổng thống đã xuống thăm ông chủ tịch quốc hội đã tới thăm một ông chủ tịch đảng ấy là thiểu số cũng tới thăm nghĩa là họ đánh giá rất là cao thì trong cái số này đó có 70.000 trong cái cái địa phận 45 này đó có 70.000 người Á châu thì trong đó người ta nói độ 19.000 hơn 19.000 người đã đi bầu rồi thì nó cũng còn ít mà chưa có nói là đó là cử tri Việt Nam à, hay là nhưng, cử tri... Chi... Nhưng mà anh đang đề cập đến uh, cuộc bầu cử vâng. địa phương. Vâng. Uh, thì còn... thấy... Thì sai nói Chúng ta đang nói một cuộc một cử Hoa về Kỳ. Tổng thống á. Vâng. Uh, tiểu bang California thì nó màu xanh rồi. Rồi. Uh, tương tự như New York, Colorado. Vâng. Cho nên khi mình nói đến kiểu bang chiến địa đó thì California nó không nằm trong tiểu vâng. bang đó. Đúng. Mình đang đề cập đến uh, các khu vực chiến địa trong đó 7 tiểu bang. 6 tới 7 bao gồm North Carolina nhưng mà North Carolina thì các cuộc thăm dò cũng xích sao lắm. Vâng. À, vấn đề chính đó là cuối cùng trở về với Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, bà Harris phải thắng ba tiểu bang này. Nếu bà thua ở Arizona, thua ở North Carolina, thua ở Nevada, thì. bà phải thắng được Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Ngược lại, ông Trump cũng phải thắng ở những tiểu bang này. Ông Trump phải lấy được Pennsylvania. Anh thấy không? Cuối cùng 19 chín cử tri đoàn ở Pennsylvania nó quan trọng như thế nào nhưng mà không những Pennsylvania bởi vì trong các cuộc uh, bầu cử trước đây đó thời ông Biden cũng thấy ông, th ông Biden ông thắng hết à. ngoại trừ North Carolina và Arizona Nevada ông thắng luôn thì anh có nghĩ rằng ở Arizona đó nếu mà thắng được Arizona Nevada đó Michigan Wisconsin là một chiến thắng cho bà thì Arizona hiện nay đó là mặc dù chúng ta thấy các cuộc vận động đó là bên phía cộng hòa à, trong đó thượng nghị sĩ McCarthy à, ủng hộ cho bà Harris à. nhưng mà các thăm dò vẫn cho thấy rằng ở Nevada cử tri trong những thời gian vừa qua họ nói rằng tự nhiên ông ông Trump ông đốt nhiên ừ. ông ông tăng mạnh luôn thì ở đây đấy, thì tại sao thì anh biết là Nevada là cái chỗ mà đánh bài Thì ông ta ra nói là Ồ oh, không đóng thuế vào cái tiền tiếp nữa Mà anh biết mà Mấy cái tiền tiếp mà khi người ta đánh bài là nhiều lắm Chứ đâu có phải không nó Cả trăm đô nhiều khi mỗi người mỗi lần Họ có hứng họ thắng thì họ cho rất là nhiều Và Các cái số tiền đó bị đánh thuế Do đó Vấn đề nó cũng ảnh hưởng phần nào chứ không phải là không Đó là một Cái thứ hai nữa Anh biết đó bây giờ đó họ làm có nhiều cách để làm những cái thăm dò ý kiến nó khác anh biết thường thường đó mình không nói các tờ báo lớn thì họ có tiền họ làm những cái thăm dò ý kiến nhưng mà bây giờ có nhiều thăm dò ý kiến mà nó rất là nhỏ mà khi mình làm cái trung bình của nhiều cái thăm dò ý kiến thì nó sẽ hạ cái 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 nói chung cái phần của thăm dò ý kiến lớn do đó khó mà biết được cái nào là sự thật cái nào là không chúng ta đó đều đường biết đó, ai cũng biết là nếu mà cái thăm dò của VBS đó là họ nốt nghĩa là họ uh, độc lập nhiều hơn ví dụ một cái uh, gọi là thăm dò ý kiến của một tờ báo thì nó lại khác thăm dò ý kiến tại vì các tờ báo họ có những cái khuynh hướng gọi là anh thấy là tờ báo Los Angeles thì có ông chủ ông chủ thì đi ngược lại với lại các cái uh, là thành phần viết tờ báo thành ra ở đây đó rất là nhiều khói. nhưng mà uh, tổ các tổ chức thăm dò họ cũng thực hiện các cuộc thăm dò uh, các chuyên gia thì họ nói rằng thăm dò nó chỉ chính xác trong cái tuần lễ đó và thời gian đó và thời gian đó mà thôi Được. bởi vì uh, chúng ta thấy đó mỗi một ngày đều có, có các cuộc thăm dò được đưa ra và hình ảnh đó họ so sánh với các cuộc thăm dò trong các cuộc bầu cử khác gần như là chính xác gần như thôi bởi vì chúng ta so sánh sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta định hình trong một cái khoảng thời gian ngày đó thôi thí dụ như anh à, ngày hôm qua thì đó tối qua thì bà Harris xuất hiện với 75.000 người đến kéo đến Washington dạ. DC đúng vào cái địa điểm của ông Trump thì nếu mà thăm dò thì thấy wow tự nhiên bà đột nhiên lên và tự nhiên thăm dò trong ngày hôm nay thì thấy bà vượt lên ông Trump hai phần trăm điểm uh -huh. mà trước đó ông Trump xuất hiện ở Madison Square Garden New York thì thăm dò lại cho thấy ông lại lên và thêm một điểm nữa đó chúng ta sẽ đề cập trong cái phần kinh tế nữa đó là trước đó các cuộc cá cược Và. thì đổ về cho bà Harris. Bây giờ, thì... Bây giờ thì đổ về cho ông Trump. Và. Rồi tôi xem những cái tuyên bố của các vị chủ tịch tổng giám đốc công ty đó, họ đều nói rằng ông Trump sẽ thắng. Họ nói rằng những cái thước đo về kinh tế đang chuyển hướng về trong Trump. Nhưng mà ngược lại đó thì họ nói rằng trong lịch sử đó khi mà nền kinh tế hiện nay báo cáo tốt như thế này đó là lại là phần thắng cho ừ. người đang ở trong tòa bạch ốc tức là đúng. phe của ông Biden dân chủ. Vâng. Anh thấy? Vâng đúng như vậy. Anh thì... thấy. Đó là lý do tại sao mình khó lòng mà không thể nói được là cái khuyên hướng nó đang nghiêng về bà Harris hay nghiêng về ông Trump. Mà cái điểm này cũng khá là đặc biệt bởi vì ông Trump đang đương đầu với các vụ truy tố như thế. Anh Hà, vâng. rồi kinh tế Mỹ tăng trưởng như thế tốt đẹp như thế, mà cử tri vẫn tiếp tục tin tưởng vào ông Trump và họ vẫn nghĩ rằng ông Trump vào tòa bạch ốc sẽ mang lại nước Mỹ tốt hơn, make America great again. Đó là một cái cái sự mà người ta rất là ngạc nhiên trước cái cái khuyên hướng ủng hộ ông Trump mạnh mẽ như thế này. Anh Thụy cũng biết đó, có nhiều cái mà FBI và tình báo Hoa Kỳ đã nói là có nhiều kỳ này đó Nga cũng tham gia vào cái bầu cử này nhưng mà tham gia một cách khôn khéo hơn họ sử dụng Tức nhiều là họ muốn cái khuấy động đó. đúng yeah. nghĩa là gây một cái chia rẽ mà yeah. chia rẽ thêm thì người ta không biết đường nào bên nào thắng bên nào thua bên nào ủng hộ bên nào không ủng hộ đó là cả một cái khó của Hoa Kỳ đó là một cái thứ hai nữa. Hoa Kỳ là một nước rất là lớn Cả thế giới đều nhìn vào Hoa Kỳ hết Thành ra không biết hôm nay nó ồ Lạm phát sẽ xuống Tại sao giá dầu xuống Nhưng mà ngày mai lại có một cái chuyện gì nữa thì sao Thành ra những cái chuyện này đó Nếu cái margin error nó 3-4% Cũng khó mà đánh giá được là ai Thành ra kỳ bầu cử này đó tôi thấy là rất là hào hứng hào hứng yeah. tại vì mình không ai biết được trước. Ừ. Nhưng mà có ai buồn và ai vui. Làm cũng tôi nhớ lại cái uh, cuộc bầu cử của năm 2020 ai cũng đinh chắc là ông Trump sẽ Thắng. tiếp tục. Anh thấy không? Vâng. Bởi vì ông đang ở trong vâng, trong ông ông. ông ông nắm Nhưng quyền. Nhưng mà, mà cái trước mặc dù các thăm dò về vấn đề Covid nó cũng bị ảnh vâng. hưởng. Nhưng mà không ngờ kết quả là ông thua. À, chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị và trở lại với phần tin tức nổi bật ngày mai.